Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một vấn đề mà Tường nghĩ rằng cũng đang rất nóng trong mối quan hệ của hai vợ chồng, đó chính là việc ngoại tình. Anh có khi nào là trải nghiệm qua vấn đề này đối với bản thân anh chưa? Cái đó là có, thật sự mình cũng đã có từng ước ao và có ngoại tình tư tưởng. Là vì khi mà mình viết ra một cái lời bài hát á, tự nhiên có một cái cô gái đó là khán giả hoặc là người quen á, cổ nghe và cổ gọi điện, cổ nói đúng tim đen giống như là lúc mình sáng tác ra vậy đó. Có nghĩa nhưng người bạn, người yêu của mình hoặc là người vợ của mình không hiểu được cái vấn đề đó. Thì đôi khi mình cũng rất là thích, tự nhiên mình nói trời sao cuộc đời này có một cái người đồng cảm như vậy, giá mà người đó là một phần của vợ mình hay là một vợ mình thì tuyệt vời biết bao nhiêu.